Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Long Fitness. Thì ngày hôm nay, thể theo yêu cầu của rất là nhiều bạn thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cách tập và lịch tập ăn uống tăng cân tăng cơ, cũng như cách ăn uống tăng cân tăng cơ dành cho người gầy. Người gầy là như thế nào? Ví dụ như là bạn cao 1m7 hoặc cao bạn 1m8 hoặc 1m6, bạn nặng chỉ cỡ 45kg, bạn là nam nha. Bạn cao 1m7 bạn nặng cỡ 50kg, hoặc là bạn cao 1m8 bạn chỉ nặng cỡ 55kg, nghĩa là chỉ số BMI của bạn nó chỉ rơi vào khoảng tầm 16-17. Như vậy thì bạn thật sự là đang rất là gầy và bạn muốn còn tăng cơ tăng cân để bạn mập hơn. Điều đầu tiên mình chia sẻ luôn, các bạn lấy giấy bút ra, chúng ta sẽ cùng ngồi làm ghi một cái lịch tập dành cho người gầy tăng cơ tăng cân. Cái yếu tố mà bạn muốn dành cho người gầy tăng cơ tăng cân thì bạn phải quan tâm đến việc là cái lượng bạn tập nó sẽ phải thấp hơn nhiều so với cái lượng bạn ăn. Nghĩa là mình không khuyến khích với những người mới tập, các bạn đến phòng gym các bạn tập một tuần 6 buổi nếu mục tiêu hiện tại của bạn là tăng cơ tăng cân. Bạn thực chất bạn không cần tập nhiều đến như vậy, bạn chỉ cần tập khoảng 3 buổi một tuần, thậm chí là 4 buổi một tuần theo mình là đủ rồi. Ok, buổi đầu tiên lấy giấy bút ra ghi lại nha. Buổi đầu tiên mình khuyến khích các bạn tập ngực đi, tại vì các bạn thích mà. Thứ hai là ngày tập từ đó nó sẽ thật sự tốt, bởi vì khi mà nó thật sự tốt nó sẽ làm cho cơ thể của bạn thích và bạn duy trì cái việc tập luyện. Bạn có thể tập ngực kết hợp với tập tay sau, đơn giản thôi, đừng tập nhiều quá, khoảng 5 bài trong cỡ 30 phút là đủ rồi. Nhưng cường độ của nó nha, 5 bài nhưng trong cỡ 30 phút thôi, nghĩa là một bài bạn chỉ có 6 phút và bạn tập 3 hiệp. Ok, ghi lại nha. Một bài 6 phút trong khoảng 3 hiệp thôi. Bạn có thể là hít đất, hiệp 1 10 cái, hiệp 2 15, hiệp 3 20. Sau đó bạn qua bài đẩy ngực tạ đòn ghế ngang barbell bench press, tăng dần mức tạ lên. Đừng tham tập nhiều. Nếu với mục tiêu của bạn đang tăng cơ tăng cân, mình khuyến khích các bạn tập theo hình tháp, nghĩa là tập tăng dần số ký lên nhưng mà giảm lại số lần. Mình không khuyến khích các bạn tập 3 hiệp mỗi hiệp tới 12 cái, đều tới 12 cái. Tại vì thật sự nếu bạn tập 3 hiệp mỗi hiệp tới 12 cái mức năng lượng bạn sử dụng nó nhiều hơn là bạn tập 3 hiệp mà hiệp 1 12, hiệp 2 10, hiệp 3 là 8. Mặc dù là ký của bạn tăng nặng hơn nhưng mà mức năng lượng của bạn sử dụng sẽ thấp hơn là bạn tập 3 hiệp mỗi hiệp 12 cái. Đó, bạn đi theo cái công thức đó, nghĩa là cái nếu mà bạn muốn giảm mỡ và bạn sử dụng năng lượng nhiều hơn thì bạn tập theo cái hình thang, nghĩa là duy trì ở 3 tới 4 hiệp ở một cái mức tạ mà tăng nhích nhẹ cái mức tạ đó lên, nhưng mà cái số lần nó chỉ là dao động được 10 đến 12 cái thôi. Còn nếu bạn muốn tập, nó sẽ giúp các bạn đẩy nhanh cái quá trình kích thích cơ nhiều hơn, nhưng mà nó lại ít hao năng lượng hơn. Bạn tập theo hình tháp mà nó hơi chót một xíu, nghĩa là bạn tập khoảng 3 hiệp nhưng mà cái số lần lặp lại thì nó ít hơn và nó cái mức tạ của bạn nó sẽ phải gia tăng nhiều hơn. Ok rồi, đó là cái cách ha. Rồi hãy tập 3 hiệp, 3 bài tập ngực, 2 bài tập tay sau, nhóm cáp và tạ đơn qua đầu, đó là xong cái ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, ngay sau đó nếu mà ngày đầu tiên mà tập ngực tay sau bạn sẽ khá là mỏi, và mình khuyên cái ngày thứ hai bạn nên tập chân đi. Đừng ngại tập chân bạn thật sự sẽ rất là mệt, nhưng nó sẽ kích thích cơ thể của bạn ăn nhiều hơn, trao đổi chất nhanh hơn và gia tăng cái lượng hormone trong cơ thể của bạn. Hormone nó cực kỳ quan trọng dẫn đến việc cơ bắp của bạn có được xây dựng nhiều hay không. Đồng thời khi bạn tập chân nhiều, bạn sẽ quen với việc là bạn chịu tải nhiều, bạn gia tăng cái nền thể lực, thì bạn tập chân bạn sẽ rất mệt, thể lực của bạn gia tăng lên, bạn hít được nhiều oxy hơn, bạn chắc chắn bạn sẽ tập ngực được nặng hơn, những cái người bạn nó sẽ to hơn, nó bê ra. Nhưng với cái ngày tập chân á thì mình khuyên các bạn, nếu mới vô mình không khuyến khích các bạn tập ngay squat với tạ nặng hay là thanh đòn. Có rất nhiều bài tập chân bạn có thể tập rất mệt, rất mỏi chân nhưng mà bạn sẽ cực kỳ an toàn. Ví dụ bạn tập cái bài squat đứng lên ngồi xuống, nhưng mà thay vì bạn xuống luôn một lần, bạn nhúng 1 2 3, bạn giữ hơi lâu xíu, bạn đứng lên thật sự bạn sẽ rất mệt. Bài thứ hai đơn giản nó mệt nữa là bài bạn cầm tạ, bạn bước đi một quãng đường nào đó cỡ 10 đến 20 mét. Nếu mà phòng tập không đủ rộng, bạn đứng yên chỗ bạn bước, bạn cầm mỗi bên 10 kg, bạn bước dài cái chân bạn xuống thấp, thật sự là bạn sẽ rất mệt. Chắc chắn bạn rất mệt. Bài thứ ba bạn có thể tập đạp đùi, bài thứ tư bạn tập đá đùi, nhưng hãy lưu ý là tập theo hình tháp nha. Tập theo hình tháp nghĩa là 3 hiệp và tăng dần lên 12 cái, 10 cái, 8 cái và gia tăng dần cái mức tạ của nó lên. Với người mới mình không khuyến khích các bạn thử tập những cái hiệp tập mà ở 5 rep và mức tạ rất nặng, bởi vì ở những cái mức đó thật sự nó rất khó, nó đòi hỏi bạn phải có sự bình tĩnh, bạn có đủ kinh nghiệm để điều khiển cái dụng cụ tập, điều khiển cái kỹ thuật lên xuống, hít thở hay là kỹ thuật giữ an toàn. Nó còn rất nhiều kỹ thuật để mà bạn tập nặng 3-4 hiệp hay là tập theo kiểu max OT, bạn không thể nào mới vô bạn tập được, bạn cần rất nhiều thời gian kinh nghiệm để bạn tập
nên mới vô với người tăng cơ tăng cân bạn tập ở mức 8 cái là đủ rồi. Tất nhiên bạn sẽ nó hơi nặng một chút nhưng hãy cố gắng đảm bảo tập đúng kỹ thuật. Chưa hiểu kỹ thuật nhiều hay là chưa còn lo lắng kỹ thuật lên kênh video của mình kênh xem rất nhiều video YouTube hướng dẫn nữa ha. Ok, nói tóm lại là hãy đi theo cái hình tháp. Bạn sẽ dễ dàng tập để kích thích cơ nhiều hơn nhưng mà bạn sẽ ít tốn năng lượng. Nhưng lưu ý cái thời gian tập á, nó cỡ tầm 30 đến 35 phút thôi. Nếu bạn là đang lời người muốn tăng cơ, tăng cân, bạn là người ốm, BMI của bạn nó dưới 19, dưới 18 nó rất là thấp, cỡ 22, 21, 22 nó mới gọi là bình thường và cân đối nha. Tại vì khi bạn tập ít thì nó kích thích ít và tập tương đối nặng ở mức hợp lý, nó kích thích cơ thể của bạn sử dụng và tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Nhưng bù lại cái thời gian bạn tập nó có 30 phút à, nó không kéo dài và nó không làm bạn tiêu hao nhiều năng lượng. Nghĩa là một buổi tập á, một bài tập á, bạn lựa chọn cỡ 5 bài tập là vừa rồi. Mình không muốn chết các bạn tập 8 bài mỗi bài tới 4 hiệp là không bằng 8 là 4, 32 hiệp nhiều quá. Bạn tập 5 bài, mỗi bài bạn tập 3 hiệp, 15 hiệp trong một buổi tập là vừa. Nhưng nó chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ, đó là cái ngày tập tay á, thì bạn có thể tập nhiều hơn. Ví dụ ngày tập hôm nay bạn tập ngực tay sau, ngày thứ 2 trong tuần bạn tập chân ha, ngày thứ 3 bạn có thể tập lưng và tay trước. Thì 3 bài lưng, 3 bài tay trước là đủ rồi. Cũng theo đi theo cái phương án đó, đi hình tháp, hình chóp chứ, đi lên. Ngày thứ 4, cái buổi thứ 4 trong tuần. Thật ra thì nếu mà bạn mới tập á, mình khuyên các bạn ngày tập chân, sau đó ngày tập tay, sau tập chân các bạn nghỉ một ngày đi. Rồi các bạn hãy tiếp tục tập tiếp cái ngày lưng và tay trước. Ngày lưng á, bạn ưu tiên, tại vì nếu mà bạn mới tập á, bạn sẽ khó, bạn tập những cái bài khó, ví dụ như đu xà, bạn kéo cáp đi, đá pull down cho nó dễ, rồi chèo thuyền, barbell chống băng ghế, kéo tạ đơn lên, tập tay trước, cuốn, đứng cuốn đòn Z, ngồi cuốn, tập trung cho cơ tay trước, rồi tiếp tục là cuốn mở ra ngoài hoặc là cầm cáp dây thừng kéo lên, đơn giản vậy thôi, không cần phải quá phức tạp, nhưng hãy cứ tập chậm, cảm nhận và tăng dần cái mức tạ ở cái mức mà bạn cảm thấy hợp lý, an toàn, đừng cố gắng mà leo nó lên cái mức tập 3-4 rep. Nhưng vậy nó rất là khó nha, thật sự khó đó nếu bạn là người mới. Tại cái đó nó còn kiểm soát kỹ thuật rất là nhiều. Khi nào mình video khác mình sẽ nói về vấn đề đó. Cái ngày tiếp theo thì bạn sẽ ưu tiên mà dành tập vai, cầu vai và bụng một chút cơ bụng nha. Tập vai, cầu vai, bạn tập cỡ 4 bài vai và 3 bài bụng. Bài bụng thì bạn sẽ không tốn nhiều năng lượng lắm. Bụng bạn tập lướt bụng nè, đá hai chân lên hoặc là chống tay kéo gối. Nó sẽ vô bụng rất là nhiều. Còn ngày tập vai, còn cái lúc mà bạn tập vai á, bạn tập đẩy vai tạ đơn, vung vai ngang, đưa vai lên trước, rồi sau đó là nắm hai tạ đơn kéo rút lên cầu vai, giữ sâu vô nha, nó mới làm cái cầu vai của bạn to và tròn đều được. Ok, rồi chúng ta đi một lướt một vòng quanh cái lịch tập, túm cái vấn đề của nó lại, nghĩa là cái lịch tập để bạn tăng cơ tăng cân nó đòi hỏi bạn là trong thời gian tập ngắn thôi, 35 đến 40 phút là vừa, không còn đừng có kéo dài ra nhiều quá. Và cái số bài tập á, bạn rơi vào cái số bài tập bạn rơi vào khoảng từ 5 đến 7 bài. 7 bài là nhiều lắm rồi, mỗi bài 3 hiệp thôi nha. Đừng kéo dài hơn quá và nhớ là trong một bài tập 3 hiệp đó nó đi theo cái hình tháp chóp, nó đi lên, nghĩa là giảm dần cái số hiệp đại số rep á, mà nó tăng dần cái mức tạ lên, nhưng đừng tăng quá cái mức tạ nha. Tại vì bạn tăng quá mức tạ với cái người mới tập, cái kỹ thuật của bạn chưa đủ sức kiểm soát cái sự bình tĩnh, như sự quen cái kỹ thuật, nó chưa đảm bảo là bạn có thể tập đúng, tập đủ và bạn an toàn. Thêm nữa, đừng lựa chọn những cái bài tập khó với người mới bắt đầu, ví dụ như bài squat, bài deadlift, không cần phải khó gì đâu. Các bạn muốn tập lưng các bạn vô kéo cáp, nó tập vô hơn lưng hơn là các bạn tập deadlift nữa. Nếu các bạn tập chậm, tập đúng, tập đủ. Các bạn muốn tập chân đó, các bạn cầm tạ đơn, các bạn bước dài, nó thấm hơn là các bạn tập squat nhiều cùng một tạ. Nếu mà bạn squat 50kg thì bạn thử cầm mỗi bên 25kg, bạn bước coi đảm bảo bạn mệt nhiều hơn bạn squat rất là nhiều ha. Nhưng mà cái đó thì nó nhẹ hơn và nó an toàn hơn. Lựa chọn sự an toàn, thoải mái các bạn. Người mới chúng ta đừng cố gắng mình gò bó, mình ép mình vào một cái khuôn khổ mà mình chưa quen. Để từ từ khi bắt đầu mình quen rồi, các bạn sẽ tiến bộ và các bạn sẽ tập được những bài tập khó hơn. Ok, chúng ta đến với cái vấn đề cực kỳ quan trọng nữa, đó là dinh dưỡng. Tại vì nếu mà các bạn tập đúng như là tập mà các bạn không có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, thì đồng nghĩa với việc là bạn tập luyện mà trong trạng thái bạn đói, thì bạn cũng sẽ không xây dựng và phát triển cơ bắp của bạn tốt được. Bạn phải thật sự là bạn ăn đủ. Ok, nhiều bạn hỏi mình là trước khi tập thì chúng ta ăn chuối, ăn trứng. Thật sự mình các bạn ăn gì thì ok đó, nhưng mà các bạn phải thật sự hiểu là các bạn ăn như vậy nó có đủ hay không.
thì hãy xem cái bản phân tích dinh dưỡng. Mình sẽ làm một video phân tích về dinh dưỡng. Thật ra một cái quả chuối trứng, một quả trứng nó cỡ 100 calo, chuối nó cũng cỡ trăm mấy calo, nhưng năng lượng của nó không đủ gọi là quá nhiều so với cái nhu cầu mà bạn cần tăng cơ đang cân. Giả dụ bạn là nam 45, 50, 55 kg tính theo chỉ số BMA, bạn cần sơ sơ phải 2000 calo một ngày để mà bạn duy trì cái mức vận động tập đều 4 buổi một tuần. Đồng nghĩa với việc là bạn muốn tăng cơ tăng cân và phải ăn cỡ 2500 calo một ngày bạn mới dễ dàng tăng cơ tăng cân. Một tô bún bò tái nạm đầy đủ nó cỡ 500 calo thôi, nghĩa là 2500 calo là bạn phải ăn một lần 5 tô trong một ngày. Bạn hình dung ra chưa? Nghĩa là bạn thật sự bạn khối lượng nó ăn không là ít. Còn nếu quy ra chén cơm đi, một chén cơm đầy bạn có khoảng tầm 250 calo, nghĩa là 2500 calo tương đương với việc bạn ăn cơm không là bạn phải ăn 10 chén cơm một ngày. Đó, nó đồng nghĩa với việc là nếu nhiều người hỏi mình là anh ơi em ăn một ngày như sáng em ăn khoai lang, ăn một củ, trưa em chỉ ăn em ăn cơm tiệm, rồi xế em ăn thêm trứng, em chuối, em uống thêm hộp sữa, rồi tối thì em ăn thêm một tô phở bún bò. Thật sự là nếu mà tính một cái cách đơn giản như vậy thì rõ ràng là bạn vẫn ăn dưới cái mức calo cần thiết để mà bạn tăng cơ tăng cân. Ok, xác định calo mà nó khó quá thì bạn làm một điều đơn giản như thế này, cực kỳ đơn giản luôn. Thật sự nếu bạn ăn đủ thì trong một tuần bạn luôn luôn có một cái sự thay đổi cân nặng khoảng nửa ký đến một ký. Như vậy thì bạn cố gắng bạn chụp hình, bạn ghi chép hết lại những thứ bạn ăn trong một tuần. Sau đó nếu mà từ đầu tuần đến cuối tuần bạn giữ nguyên ký, bạn không tăng mà bạn vẫn đi tập đều, bạn vẫn đủ sức khỏe bạn tập, đồng nghĩa với việc là bạn ăn và tập ở mức cân bằng, nó không tăng cơ tăng cân. Như vậy thì bạn cần phải ăn nhiều hơn để bạn có thể tăng cơ tăng cân. Buổi tuần sau thay vì tuần này bạn ăn một trái chuối, tuần sau bạn ăn hai trái chuối đi. Ê, nhưng mà mình không có khuyến khích nhiều người có cái thói quen là ăn cả nải chuối nha. Bạn ăn quá nhiều một cái gì đó bạn sẽ dư chất, và ăn quá nhiều chuối bạn sẽ bị dư kali, bạn dễ bị buồn nôn lắm. Thì á, nghĩa là dinh dưỡng bạn muốn tăng cơ tăng cân hãy cân bằng nó và ăn đủ nhiều, nhưng hãy ăn lựa chọn đồ ăn thật sự là tốt. Nó tốt ở chỗ là nếu bạn ăn quá nhiều những cái ví dụ như bạn chỉ ăn mì gói, thật sự nó không tốt tại vì nó hấp thụ rất là chậm và nó làm cơ thể bạn rất là mệt. Hãy ăn nhiều cơm nếu bạn muốn tăng cơ tăng cân nha. Cơm cho bạn năng lượng, một ít chất đạm, năng lượng rất nhiều trong cơm, năng lượng rất nhiều. Đảm bảo quý vị nếu một tuần bạn đang ốm, một tuần bạn ăn cỡ 7, mỗi ngày bạn ăn cỡ 7 chén cơm. 7 chén cơm là phải chia khoảng 3 lần gạo, 3 lần gạo nấu được cỡ 7 chén cơm, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng tăng cơ tăng cân vì năng lượng cáp trong cơ thể nó tăng lên. Nhưng mà nếu mà ăn nhiều như vậy thì bạn sẽ phải xác định trong một cái giai đoạn đầu, khi á mà bạn mới bắt đầu tập luyện, bạn chưa quen, khối cơ của bạn nó chưa chịu tải nhiều, nó chưa đẩy nặng được, thì trong quá trình đầu mà tăng cơ tăng cân mà phải xác định là bạn sẽ hơi dễ bị mập một chút. Nghĩa là nhìn bắp tay của bạn nó to ra nhưng mà nó chưa có nét. Đó là điều chắc chắn mình đã từng trải qua rồi, bởi vì sẽ rất là khó để ngay cái lúc đầu bạn tập luyện mà cái cơ của bạn nó vừa to ra và nó vừa nét. Nó muốn nét nó phải có nhiều năm tập luyện, ví dụ như để không gì vẫn thấy cái độ cắt nét cơ tay. Tại vì nếu mới tập bạn như thế nó to ra thôi chứ nó sẽ không cắt nét, là bắp tay nó không có cắt nét mà nó chia sẻ ra cái khối cơ gì, nó đòi hỏi nhiều năm. Hay là cơ tay sau nó cũng không có cắt nét, nó chia cắt ra gì, nó đòi hỏi nhiều năm. Và cái lượng mỡ của bạn nó phải đủ thấp, nghĩa là cơ của bạn nó phải đủ nhiều nhưng mà lượng mỡ của bạn nó phải đủ thấp thì nó mới bắt đầu nó chia, cũng như là cái cơ nó được xé ra xé tới xé lui nhiều lần, tập đi tập lại rất là nhiều lần. Vậy bạn nên cần sự kiên trì, ghi chú ra lịch tập, giống như khi nãy giờ mình bày cho bạn cách làm cái lịch tập 4 buổi một tuần dành cho người mới, cũng như bây giờ cái chế độ ăn mình cũng hướng dẫn cho bạn rồi, nên cố gắng ghi chép lại nha. Đôi khi bạn ăn ít hơn những gì bạn nghĩ á, nhưng cũng có một vài trường hợp là những người mập họ ăn nhiều hơn những cái mà họ nghĩ. Nó có rất nhiều trường hợp và nó khá là rắc rối. Chúng ta sẽ phải ghi chép lại, đo lường không nó thì chúng ta mới biết được. Đồng thời khả năng hấp thụ, trao đổi chất của mỗi người rất khác nhau. Có người hấp thụ rất là nhanh thì đồng nghĩa với việc là họ phải ăn rất nhiều họ mới có thể dư calo để họ mập. Nhưng mà có nhiều người hấp thụ rất là chậm, đồng nghĩa với việc là họ ăn ít nhưng họ vẫn mập. Nhưng mà bình thường nếu bạn ốm thì cơ thể của bạn, xác suất bạn rơi vào trạng thái là hấp thụ nhanh nó sẽ nhiều hơn. Tại vì nếu mà là hấp thụ chậm á thì là bạn sẽ đã mập rồi chứ bạn không có ốm nữa đó. Nên bình thường là xác suất là bạn đã rơi vào trạng thái hấp thụ nhanh nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Do đó
Hãy lưu ý ăn uống, nhớ là ngủ đủ và ăn nhiều rau trái cây nha. Nhiều bạn kêu ăn nhưng mà muốn tăng cơ tăng cân lại chỉ ăn cơm, ăn thịt, không ăn cá, không ăn rau, không có sự đa dạng trong dinh dưỡng, bạn rất khó xây dựng cơ bắp đẹp, khỏe, tập bền. Cái quan trọng bạn muốn tăng cơ tăng cân bạn phải tập đủ bền, bởi vì nếu bạn không tập bền kéo dài thời gian dài, bạn không có đầy đủ vitamin, bạn sẽ khó phục hồi, bạn sẽ không thể lên được mức tạ và người bạn sẽ không to ra được. Ok rồi, vấn đề dinh dưỡng mình sẽ nói trong các video clip tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn tại kalaofitness.com.